Bây giờ Nhi cho bồ câu ăn gạo nè cả nhà ơi. Dạ con xin chào bà cô chú đi Nhi. Dạ con xin chào bà cô chú. Mình xin chào các bạn. Rồi bây giờ con hốt con giải ra cho em bồ câu ăn đi. Con hốt con đem ra đây nè con giải nha. Rồi từ từ hả giải rồi đem ra ngoài đây. Đúng rồi. Rồi con giải đi. Đó, con hốt giải nữa đó. Wow. Đó rồi con ra đây đi. Đó. Quá chừng luôn, đẹp chưa. Đó. Rồi con giải nó đi. Đúng rồi. Ừ. Wow, quá chừng luôn. Ừ. Nó thấy con giải rồi nó bay xuống à. Rồi vô xem đi con. Rồi con Hải con giải đi, con giải nó đi. Đúng rồi, con giải nó đi. Đúng rồi, giải nhiều ra nhảy nhiều cho em nó ăn. Tất cả cho em mua miếng kìa. Con hốt đại nhiều nhiều ra đi con. Con giải ít quá không ăn đủ. Đúng rồi. Mê rồi, như mê rồi. Con trai ơi, cho một con đi. Ừ. Bồ câu nó mê gạo lắm cả nhà. Cho nó ăn gạo mà nó khoái à. Đó. Con hốc đại nhiều vô đi con. Đúng rồi, con giải ít quá không đủ nó ăn tội nghiệp đó. Đó, quá trời luôn. Đó, ra chơi với chị kìa. Ra cho bồ câu ăn với chị kìa con. Ừ, ăn hết cưng hết sức con cả nhà. Wow. Có ba dập dìu luôn. Ơi. Ừ. Ừ. Rồi giải nhiều nhiều qua đi con. Coi em nhỏ thấy thương thấy không? Đó, nó mê lắm luôn. Ừ, đúng rồi con. Rồi có cái em kia leo lên tấn công rồi kìa. Đó. Cái tay Nhi nhỏ quá, Nhi hốt ít quá hốt ra nhiều đi con, hốt nhiều nhiều vô. Đúng rồi, cho nhiều nhiều lên. Ồ oh. Rồi cái kinh ngục ở đó cho nhiều nhiều vô, cho nhiều vô, ta nhỏ quá mà. Ồ oh. Đó, nó theo em mà kìa, Nhi. Đó kìa, theo Nhi, nó bu kế bên em mà Nhi. Đó. Đó, nó theo em mà kìa. Đây. Mình nuôi bồ câu á cả nhà.
mình cho nó ăn nó thấy thương lắm. Bồ câu này ở trong chùa nè, chùa nuôi quá chừng bồ câu luôn. Ngày xưa á, nhà mình bà ngoại mình á cũng có nuôi như bồ câu vậy đó, nuôi cho nó ăn gạo thấy thương lắm đó. Dạy xuống cái là nó bu chi chích nhau luôn, nó tranh giành nhau nó ăn à cưng á đó. Đó kìa, cái em nhỏ à cưng không? Rồi con đem lại cho em miếng ấy cho em cho bồ câu ăn đi con. Đó kìa, cho bác một miếng này kìa. Đúng rồi con, em bồ câu mê gạo lắm luôn. Hết chưa con, hết gạo chưa? Dạ, hết. Nửa ký gạo không đủ ăn. Rồi hết gạo rồi đó, nó tản ra dần dần rồi đó. Con giải nó ở đây nè, để nó đây nè con. Dạ, nhưng mà con giải cho nó ăn như nè. Ừ, con giải ra ngoài là đó. Nó bay dập dìu luôn. Con đừng dạy xa quá, đúng rồi. Con dạy gần con á, đi theo con á. Đó. Đó. Mê không, mê chưa? Giỏi. Đây nè, con đi. Đây là con ngoan lắm luôn là bạn ơi. Ừ. Đây qua đây nè con, đây nè. Đây nè. Người đó, hãy xuống đó đi con, hãy xuống đó đi. Đó đó, Nhi. Rồi nè nè con giải đây nè. Đúng rồi, nó bu rồi đó. Ừ. Dễ thương. Rồi hết chưa, con cầm nguyên cái bịch con vũ xuống luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi hết gạo rồi. À, cưng quá à. Mình
nuôi nó thân thiện với mình lắm cả nhà, mình sờ nó được luôn, mình bắt nó được luôn. Ơi hết gạo rồi con. Đó kìa, có em nhỏ là xem ở bồ câu kìa. Đây nè. Rồi ăn xong rồi đi chơi thôi. Ừ. Bây giờ nó ba về tổ nó rồi, ba về tổ hết rồi. Ừ rồi nè Nhi ơi, đây đây con nè, mẹ nói con nghe nè, bây giờ con cho bồ câu ăn xong rồi con phải làm sao? Dạ con ba ông bà cô chú, con chúc bà cô chú như sức khỏe, con kêu cô Hồng nhé, bye bye, mình ba các bạn hẹn gặp lại sau. Ôi chú ba quá trời thương mẹ. Ừ.